Ủa cái này về tự may luôn hả? Hay nó có sẵn trong cái áo này này? Có sẵn hả chị? Mình mua nó có sẵn không? Quay mụn không chị? Quay mụn. Chị quay gì vậy? Quay từ đầu đến giờ rồi đấy. Bắt quay rửa mặt. Có con thân mụn rồi. Cái gì em mới quay hả? Em mới nhảy lên đây đứng hả? Chị Như ơi, lấy giúp em cái đèn bên cạnh với. Biết chị An nói chuyện này đấy. Bao giờ nhỏ đâu. Để tính ba giọng ba còn chua hơn giọng mình và trên giọng chua thôi. Cái khúc đầu cắt ra đi rồi quay tiếp chứ. Chị ngồi từ đầu cuối, ngồi từ đầu cuối thôi. Ra chị em tự xem được luôn.
mặt này mình lại ít mụn này, không biết chỗ nào có mụn đâu mà theo. Cái cục này nó bị mới bị hay là bị trước rồi đây? Hồi mới. Mới lên hả? Chú mới lên mà nó đã cháy cháy này rồi hả trời? Mấy cục viêm viêm này là mới lên hết rồi mà. Giống mà thêm nữa. Bình thường chị em có quay gì đấy mụn hết không? Có. Nhưng mà cắt chắc hết video ra chứ sao mà ai mà xem từ đầu đến cuối đâu mà. Chị em với chị em đang hết mà chả biết. Mà em ngồi chạy em chết. Chị em ngồi quay từ đầu đến cuối lắm mà.
nhìn lén lút nhỉ. Chị Như cầm giúp em chút đi chị Như. Xong rồi. Đi uống nước ấy. Trời ơi.